nha. Sáng nay thì mình nấu xôi đậu phộng và mình sẽ làm nước sữa, mình sẽ làm món sữa đậu phộng Hà Đen nữa nha. Thì ở bên đây thì mình sẽ bắt một cái nồi và mình nấu khoảng 100 g đậu phộng. Mình nấu chín đậu phộng và khi nấu mình cho một chút xíu muối vào để cho cái đậu nó có vị ha. Thì mình sẽ nấu cho chín và mềm đậu phộng, sau đó thì mình sẽ đi nấu xôi bằng nồi cơm điện ha. Ở bên đây thì mình đang rang đậu phộng. Đậu phộng này mình sẽ rang cho nó vàng và mình đi bóc vỏ, sau đó thì mình sẽ xay cùng với mè đen để mình làm sữa đậu phộng mè đen nhé. Bạn nào mà nhà có nồi chiên không dầu á, mình có thể bỏ vào nồi chiên không dầu để có thể rang đậu phộng cũng được nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho khoảng 150 g mè đen. Mình sẽ cho lên cái chảo và mình tiếp tục rang cho mè nó thơm nha. Hồi nãy mình sử dụng cái đậu phộng là khoảng 100 g, còn cái mè đen này nè là khoảng 150 g ha. Bây giờ mình sẽ rang cho nó thơm ha. Đậu phộng của mình sau khi mình nấu xong rồi á thì mình sẽ trộn với nếp và mình cho vào đây một chút xíu muối nha. Và mình trộn lại, mình bắt đầu cho cái nước nước sôi vào, nước mà mình nấu nấu sôi á. Cái mình sẽ đổ xăm sắp với cái mặt nếp và mặt đậu rồi mình sẽ đem đi nấu nha. Mình chỉ để xăm sắp thôi nha. À, này mình cũng có làm nấu sôi nhiều lần rồi, mình cũng có chia sẻ đó. Nếu mình không đổ nhiều nước quá thì nó sẽ bị nhão, sôi thì mình đổ xăm sắp thôi. Nấu cơm thì mình đổ hơi nhiều chứ là nấu sôi thì mình đổ ít thôi nhé. Bây giờ mình đổ nước sôi vào thì mình sẽ bỏ vô nồi cơm điện và mình bật mình nút mình nấu nha. Còn đây là nguyên liệu để mình nấu sữa đậu phộng với mè đen ha. Thì ở đây mình có hồi nãy khoảng 100 g nè, 100 g đậu phộng nè, rồi một khoảng 150 g mè đen. Nếu mình thích nhiều mình cho nhiều nữa nha. Rồi thì bây giờ một cái hộp sữa đặc. Ai sữa đặc thì mình một hồi mình chế bao nhiêu mình nếm thử độ ngọt vừa thì được nha. Mình không có ước lượng được. Rồi cái này á thì là một cái bịch sữa. Một cái bịch sữa có đường nha. Nếu mình uống ít thì mình có thể sử dụng có không đường cũng được nha. Sử dụng nhà có sữa không đường mình sử dụng cũng được. Có đường hay không đường thì một hồi mình sẽ bớt lượng sữa đặc lại sao cho nó vừa thôi nha. Rồi ở đây mình sử dụng khoảng 200 ml nước. Thì đầu tiên mình sẽ đem cái đậu phộng mè đen nước và sữa tươi này mình đem đi xay, xay nó thật là nhuyễn để mình lược mình bỏ cái xác nha. Đây cái phần xôi của mình sau khi mình đã nấu xong nó bật lên cái nút hâm nóng rồi ha. Thì mình ở đây cái thời gian này mình có thể bỏ đường hoặc là bỏ nước cốt dừa vô, mình trộn đều. Ở đây thì mình bỏ chút xíu dầu mè vô cho nó thơm và nó bóng cái xôi của mình ha. Rồi mình châm vào đây khoảng 20 g đường cát và mình trộn đều lên. Thì bây giờ mình đã trộn đều rồi xong thì mình sẽ cho một cái miếng lá dứa vào, cho một cái lá dứa vào mình để cho nó thơm ha. Và mình lại tiếp tục bật và mình nấu một lần nữa nha. Đây cái phần sữa mè đen của mình ha. Sau khi mà mình xay xong mình lược rồi cái mình sẽ cho vào một cái nồi mình nấu nha. Thì cái phần cái độ lỏng của sữa tùy thuộc vào các bạn muốn sữa nó lỏng nhiều thì mình cho thêm nước, còn nếu như muốn nó đặc nó sệt hơn á thì mình chỉ cần xay với sữa và nước thôi, khỏi cần phải đổ thêm nha. Thì bây giờ mình sẽ nấu cho nó sôi lên và mình cho sữa đặc vào, mình nêm nếm cho nó vừa khẩu vị của mình và cho một chút xíu lá dứa vào nữa cho nó thơm nha. Đây cái phần xôi đậu phộng của mình đã chín rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ xới đem ra để mình ăn sáng với lại uống với sữa mè đen nha. Nè, cái sữa của mình sau khi mình nêm nếm cái phần sữa đặc cho nó vừa khẩu vị thì mình cho một cái phần lá dứa vào để cho nó thơm ha. Khói quá trời khói luôn.
Đây. Bây giờ thì mình sẽ múc cái phần sữa mè đen đậu phộng ra để mình ăn sáng cùng với xôi đậu phộng nha. Và bây giờ thì món ăn của mình đã hoàn tất rồi nha. Thì mình sẽ ăn xôi với lại là mình gắp chút xíu dừa dừa nạo lên á, rồi mè đen mình uống với sữa mè đen ha. Rồi cái này là cái phần mè ha, mè rang với đậu phộng muối mè. Đây thì bữa sáng của mình đơn giản nhanh gọn lẹ thôi ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video clip của Chúc ngày hôm nay. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an và hạnh phúc nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu như yêu thích kênh của Chúc thì mọi người hãy đăng ký để có thể cập nhật thêm nhiều video nữa nhé. Và bây giờ Chúc xin phép xin chào và hẹn gặp lại.